Chào các bạn. Hôm nay mình cùng các bạn đi thăm một cái cây cây hồi giấy nhung, tím nhung, nhưng mà được cái cây này hoa nó hoa chùm đỏ, nhung hoa chùm. Thì sau khi mà hoa này nó rất là khó chịu. Nhiều như hoa này khi mà nó già rồi, nó rụng, nó tàn thì không có rớt, còn chín, cho nên nó rất là xấu. Nhưng mà cái cây này thì nó rất là lâu năm, cây này nhiều năm lắm, cây đẹp lắm. Cây này ở vườn mình rất là lâu, hay mình chơi hồi xưa giờ cây này. Tuy rằng cái hoa khi mà nó rụng rồi thì mình phải lặt, phải mà lấy bỏ xuống, còn không nó đen, khó coi lắm. Các bạn lưu ý sau này các bạn chơi những cái hoa này thì chỉ có chơi được quyền chơi cây bonsai thôi. Cây bonsai, tại vì cây bonsai mình có thể mình khi cái hoa nó già rồi, nó rụng xuống rồi, mình có thể mình lại mình bỏ ra ngoài. Nếu mà cây này cho cây cao thì nó lên trên cao thì không có, có khi cái hoa nó chín rồi thì nó đã tàn rồi thì không làm sao mà lấy được. Cho nên thì cái cây này sau các bạn lưu ý, ví dụ như thế này đó, cây hoa này khi mà đã chín, đã già rồi, tàn thì nó dính lại, nó đen đen trên cây. Nếu như mà ở dưới thì mình còn có thể mình lấy mình bỏ ra ngoài được. Nhưng mà nếu như mà chơi cao quá thì không có thể nào mà bỏ được. Thì như vậy thì các bạn lưu ý khi chơi cái gì, chơi cái cây này thì phải lưu ý nó, để mình chơi nó đen đen, nó khó chịu. Cái này chỉ có được quyền chơi, được chơi bonsai thì nó hay lắm. Vì chơi bonsai nó thấp, mình có thể mình lặt những cái hoa nó đã tàn, mình bỏ ra ngoài thì cái màu hoa này nó rất là óng ánh. Màu hoa này là màu hoa đẹp mà, nên nó gọi là đỏ nhung, cho nên là rất là đẹp. Này cái cây này nó đẹp lắm, mình cũng không có muốn bán đi à, cho nên là các bạn cũng thấy cuốn hồi xưa kia nó cuốn quanh lại. Các bạn thấy nó rõ nè, to lắm chứ không phải đâu. Cái chậu này chiều ngang nó 40 á, chiều dài 60 luôn, nhưng mà cái phần đế khoanh nó là rất là đẹp điều. Màu hoa thì rất là đẹp, hoa nhung mà đỏ nhung á. Giờ này nó mới ra, nó chưa có ánh đâu. Nay mai khoảng chừng 10 ngày nữa là nó ánh lên, cái màu nó nhung đậm lên, đẹp lắm. Đấy, các bạn chơi các bạn biết. Cái đây thì mình cũng xin nói các bạn là nếu như chơi cái hoa chùm này thì các bạn phải chơi cây bonsai như này, đừng có chơi cây cao. Các bạn cây cao nó khi mà cái hoa nó già rồi, nó tàn đi thì nó dính luôn trên cây, mà nó ngã qua một cái màu đen rất là khó chịu. Màu đen như thế này, màu đen đây, đó này nè, nó chín, nó đen như thế này. Tức là màu hoa này nó khi mà nó tàn rồi, nó đen, nó không có rụng. Thì ý của mình muốn nói cho các bạn biết, về sau này các bạn có gặp những cái cây này thì các bạn chơi chỉ có chơi bonsai thôi, đừng có chơi cây cao mà cây lớn. Cây cao thì sau này các bạn tức lắm, khó chịu con đùi lắm, vì khi cái hoa nó tàn rồi nó cứ dính im ở trên cây luôn.
cho nên là nó rất là khó, xấu lắm. Chào các bạn nha.